Đoàn nghệ thuật trường mầm non Bách Quang xin được gửi tới quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi tiếng hát giáo viên ngành giáo dục và đào tạo thành phố Sông Công năm học 2022-2023 thành công rực rỡ. Đến với hội thi tiếng hát giáo viên, đoàn nghệ thuật trường mầm non Bách Quang mang đến một chương trình ca múa nhạc với chủ đề Sức sống Việt Nam tôi. Chương trình gồm các tác phẩm Múa, Khát vọng tự do, Biên đạo Khánh Ly, Âm nhạc Thu Trang do Tốp Múa thể hiện. Đơn ca Cõng chữ về bản, sáng tác Phan Huy Hòa, biểu diễn Phương Linh cùng Tốp Múa, chỉ đạo nội dung đồng chí Trịnh Thị Mai. Sau đây, phần dự thi của đoàn nghệ thuật trường mầm non Bách Quang xin phép được bắt đầu. Đất nước Việt Nam ta có một truyền thống giàu lòng nhân ái. Ai cũng muốn có một cuộc sống quây quần hạnh phúc bên gia đình, được tự do thực hiện những ước mơ, khát vọng của bản thân. Mất đi tự do là mất đi cuộc sống bình yên vốn có. Chính vì vậy, khát vọng tự do trở thành nỗi khát khao xa xít trong lòng mỗi người dân. Chúng ta dẫn đường đường
tình lật lại. Các em thơ được cấp sách tới trường, thêm tiếng gọi và tình yêu của nghề cao quý. Các cô giáo lại nối tiếp hành trình, dù nắng hay mưa cũng không quản ngại. Cộng băng rừng vượt ngàn dốc đá treo leo, mưa chan nắng gắt không dần, rừng giang heo hút đầy ngàn nón cao. Em là cô giáo miền xuôi, lên nương cái trước sang người ban cao. Em theo hạt giống cho đời, thanh xuân gửi lại bản làng yêu thương. Không mở khoảng trời mơ ước cho em ta vắng bước ngày mai, những nụ cười nở trên môi trẻ sao ấm lòng dương giá buốt tàn. Trái tim em ra đại ngàn rừng núi gửi cho em ta muôn vàn tình thương. Em như hoa rừng tỏa hương ngào ngạt, tên đàn em thơ nắng vương sáng hồng. Xuôi về bàn băng rừng vượt ngàn dốc đá treo leo, mưa chan lăng gắn không sần, sương giang heo hút đại ngàn non cao. Em là cô giáo miền xuôi, lên ươm cây chớp sang người ban cao. Em gieo hạt giống cho đời, thanh xuân gửi lại bản làng yêu thương. Trang sách hồng mở khoảng trời mơ ước cho em ta vương bước ngày mai, những nụ cười nở trên môi trẻ sáng ấm lòng sương giá buốt tàn. Trái tim em ra đại ngàn rừng núi gửi cho em ta muôn vàn tình thương. Em như hoa rừng tỏa hương ngào ngạt, bên đàn em thơ nắng vương sáng hồng. Trang sách hồng mở khoảng trời mơ ước cho em thơ vương bước ngày mai, những nụ cười nở trên môi trẻ sao ấm lòng sương giá buốt tàn. Trái tim em ra đại ngàn rừng núi gửi cho em thơ muôn vàn tình thương. Em như hoa rừng tỏa hương ngào ngạt, bên đàn em thơ nắng vương sáng hồng. Nắng vương sáng hồng, tên đàn em thơ nắng vương sáng của đoàn nghệ thuật trường mầm non Bách Quang đến đây đã khép lại. Một lần nữa xin kính chúc quý vị đại biểu, ban giám khảo cùng toàn thể hội thi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc hội thi tiếng hát giáo viên thành công rực rỡ.